khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 68 tuổi trú tại Đại Lộc, Quảng Nam đến khám trong tình trạng đau, tức ở dương vật, tiểu ra máu. Bệnh nhân cho hay, buổi sáng sớm khi đi bắt ốc ở dưới ao, đến trưa thì đã phát hiện có con đỉa chui vào lỗ niệu đạo. Bệnh nhân đã tìm mọi cách để lấy con đỉa ra nhưng không được, cảm giác tức ở dương vật, tiểu ra máu nên bệnh nhân đã đến bệnh viện nhờ can thiệp. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp với các kỹ thuật cận lâm sàng, các bác sĩ trực tiếp đã chuyển đến mổ cấp cứu, nội soi bàng quang, xúc rửa máu phát hiện có một con đỉa còn sống đang hút máu, cơ quậy ở trong lòng bàng quang dài 9,5 cm. Sau hơn 10 phút dùng dụng cụ nội soi, con đỉa vẫn còn sống và đã được cắp ra ngoài. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục, chuẩn bị ra viện. Theo các bác sĩ, đỉa chui vào các lỗ tự nhiên trong cơ thể con người cũng thường gặp, nhưng vào lòng bàng quang thì rất hiếm. Đây là một lời cảnh báo đối với người dân hay đi làm đồng, làm ruộng ở nơi ngập sâu, nước tù động, đỉa dễ chui vào lỗ tiểu. Nếu phát hiện nên đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.